nếu mày không chết, sẽ có rất nhiều người phải chết giống như mày đã hại người thân của mày. Má muốn được một lần làm gì đó cho con. Má muốn kiếm tiền để cho con chữa bệnh. Con tức vì nó không tôn trọng má, cho nên mới cho người dạy nó một bài học. Tôi có gửi một cái điện thoại ở chỗ bác sĩ Việt, nó có thể cứu chị Hải Đường. Hải Đường xứng đáng có một cơ hội thứ hai. Hải Đường! Yeah! Đón xem Nữ Chủ 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần trên VOON. Con cưng có VOON, giải trí siêu đa dạng cho cả nhà.